Trao bằng giải thưởng là 50 triệu luôn. Tội gì trao giải thưởng, vậy là anh chị em biết em có cái gì không thể lấy vợ được hả? Không, có nghĩa là trong cái câu chuyện đầu năm vui vui tươi như vậy đó, thì mình nói những câu chuyện vui nhưng mà... Rồi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Xin chào mọi người, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ cùng tham gia chương trình. Chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như các vị khán giả đang theo dõi quan màn ảnh nhỏ. Em tên là Hoàng Biên, năm nay em 25 tuổi. Quê gốc của em ở Thanh Hóa và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tim Sen và hiện tại em đang là chuyên viên kế toán tại công ty này. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy? Dạ em ở quận Hóc Môn anh. Quận luôn hả? Đúng rồi, em tự phong. Dạ. Em tự phong mà. Được, từ từ cũng tới quận à. Dạ. Rồi. Ở đó với ai? Dạ em ở với gia đình bố mẹ của em ạ. À. Mời bạn gái. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt ngày hôm nay và em xin chào bạn nam ạ. Em tên đầy đủ là Đỗ Thị Cẩm Tú, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước nhưng mà hiện em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính và em đang ở Thủ Đức. Thủ Đức với Hóc Môn thì có vẻ cũng xa xa. Ờ, cũng xa ha. À, em ơi, anh có thành tích từ đi từ Hóc Môn xuống Thủ Đức khoảng 40 phút đó em. Em nói chung cái vấn đề em không lo. Ta nói kế toán là chi li lắm nè ha. Em hả? Em nói chung cũng chi li những vấn đề nào chính đáng thôi. Còn chú vẫn thoải mái. Nói chung giờ cuộc sống mình làm phải tận hưởng anh ơi. Hay quá. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em nói chung là em tự nhận xét em là một người vui vẻ, hòa đồng, rất là nhanh chóng hòa nhập với những môi trường mới. Em yêu thích ca hát. Nhưng mà mặc dù em hát rất là dở, em có thể hát mọi lúc mọi nơi, lúc đi đường, trời nắng, trời mưa, hay là trong những lúc đi tắm hay đi toilet luôn. Đó là những vấn đề rất là nhạy cảm. Giờ em đang tưởng tượng đang tắm em hát đi. Để em hát bài Chậm Lại Một Phút. Anh vẫn sẽ giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên em ngày vui. Niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say. Con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dìu ta qua bao khó khăn. Nhìn trên sao anh muốn nói, chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi. Chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là anh. Đặt tay lên tim nhé em, cho gần nhau thêm. Rất là phong cách ca sĩ. Dạ nói chung không phải phong cách ca sĩ hay không, nhưng mà thường trong những cái đám cưới hội họp có em hết. Có em hết. Em có là nhân vật chính từ một bài cho đến nhiều bài liên khúc. Trời ơi. Rồi quá hay luôn. Cảm nhận của em như thế nào khi mà nghe giọng hát của ảnh? Bạn nam có một giọng hát hay với lại ấm trầm ha. Rồi vậy còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì thật ra là em thấy em với bạn có cũng có nhiều điểm chung đó chị. Nhưng là cũng vui vẻ, hòa đồng với lại rất là dễ thích nghi với môi trường. Ngoài ra thì em cũng biết nấu ăn, nhưng là cũng yêu ca hát giống bạn. Còn điểm yếu thì em là một người kiểu như là rất là thiếu quyết đoán chị, với là hay do dự lắm, mà em lại luôn đặt vào cái tình thế là phải lựa chọn. Nên là em mong muốn tìm kiếm một bạn nam cũng như là quyết đoán để có gì bạn sẽ quyết thay mình. Phụ chọn gì dạ, bạn đúng không? Với lại là em có một điểm nữa là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu, nhưng mà em ăn nhiều nhưng em không mập đâu chị. Nên là em yếu hơi. Nên là em hy vọng là em tìm kiếm một bạn nam, bạn đó thì nói chung là phải có da có thịt hơn em. Em chỉ cần có hơi cái là em không ăn cũng mập. Em thấy chị không? Anh 80 kg được không em? Hả? Anh cao bao nhiêu anh? Anh cao 1m65 à. Hơi mập là hơi tròn tròn đúng không anh? Cái đó là mập là phong cách đó chị. Không sao đâu, mai mốt về cái là em dành ăn với ảnh rồi. Xong rồi em mập lên ảnh cũng đúng rồi. À, tình trường thì sao em? Tình trường thì em chỉ mới trải qua một mối tình, nhưng mà mối tình đó hồi còn sinh viên chị. Bao lâu rồi? Dạ, chắc đây cũng 2 năm. Vậy quen được bao lâu? Dạ quen được khoảng 5-6 tháng. Có 5-6 tháng à? Dạ. Bạn gái bên kia yêu mới cái 5-6 tháng, tức là mối tình rất là nhẹ nhàng hay trôi qua. Còn em anh mấy mối tình rồi, nhưng mà anh theo anh nghĩ là em có bao nhiêu mối tình rồi? Trời đất, em quen mà anh hỏi anh Quyền Linh chắc tại nhiều vậy, trời trước giờ là mọi người đều có quan điểm sai lầm về cái chuyện tình cảm của em. Mặc dù mọi người nãy giờ thấy em rất là hoạt bát, ai cũng khi mà em tiếp xúc tới hay là ý định cưa cẩm như là bạn gái đó thì bạn gái đều tưởng ồ mày hay là bạn gì mà nói chuyện vậy mà không có người yêu là sao. Mà thực chất em nói thẳng với mọi người luôn là em chưa trải qua mối tình nào. Lý do thì trước đó đi làm thì em quan điểm của em là khi mà mình chưa đi làm, mình còn phụ thuộc vào gia đình, đi học thì mình tập trung cho mình học thôi. Chứ mà định yêu đương này nọ thì nói chung nó cũng tốn khá nhiều thời gian cũng như là cái tiền bạc đó. Nói chung là những vấn đề liên quan đó, tại mình không có tự chủ được mình.
Giai đoạn sau khi đi làm thì em cũng cố gắng lắm, cũng cua bạn này bạn kia, nhưng mà cuối cùng là do cái duyên chưa tới hay sao, nói chung là cũng chưa có hợp. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân nào đó mà tại sao mình đi cưa hoài mà không được nữa chứ. Chắc tại mình lanh lợi quá hay là mình chém gió nhiều quá nên bạn nữ sợ. Đúng vậy là... Nhưng mà trong tới em khẳng định với anh là tới thời điểm này á, là cái mối quan hệ nói chung em trước giờ em quan điểm về tình yêu của em là phải dường như chắc chắn em mới quen biết, như là mối quan hệ xác định kết quả đàng hoàng à. Nghĩa là phải tiến tới hôn nhân hoặc như thế nào đó lâu dài. Và em cũng đặt mục tiêu trong 28 này của em á là cuối năm lấy vợ. Rồi, dù giờ chưa có người yêu. Cuối năm nay lấy luôn hả? Giờ chưa có người yêu mà cuối năm nay lấy luôn hả? Dạ thì em đó là em đặt mục tiêu thôi. Khi mà mình gặp được người bạn nữ mà đồng điệu với mình á thì thời gian không quan trọng nữa. Đồng điệu. Em muốn tìm người bạn nữ như thế nào để tới cuối năm nay cưới nè? À, về ngoại hình thì em cũng không cần cao thấp hay như thế nào đâu, nhưng mà chủ yếu là bạn gái em không được gầy. Rồi cười. Cái thứ hai là về tính cách thì nói chung là phải biết vui vẻ hòa đồng với mọi người, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Hai tiêu chí mà em đề ra về cơ bản nhất về người bạn gái của em. Được rồi, để chị em. Nãy giờ anh nó nghe bên đây nói là mình ốm em rồi. Ốm là em cảm thấy còn quốc kìa vô cái không thích người bạn gái ốm nữa. Anh này thiệt không, em nói gầy nói chị. Gì hết. Em vừa gầy vừa ốm luôn anh. Em bao nhiêu ký em? Chết rồi. Em là chưa bao giờ đạt tới ngưỡng 45, là chỉ kỷ lục cao nhất là 44 thôi anh. Nhưng mà anh yên tâm là em ăn nhiều lắm. Còn cái tiêu chí gì mình đưa ra? Em hỏi là anh bên kia có hút thuốc không anh? À, nãy giờ mình chưa giới thiệu thêm, mình là một người thanh niên 30, không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, nhưng mà mình biết uống bia nha. Không có ăn chè, mập rồi, chỉ uống bia thôi. Có cái điều gì em ghét nhất ở người con trai không? Gia trưởng với lại bảo thủ, em cực kỳ không thích. Để tôi hỏi coi. Dạ em chào chị. Có gia trưởng không? Dạ gia trưởng hay không thì em cũng không biết cái từ gia trưởng nó như nào, chắc em nghĩ là cũng không đến nỗi nào đâu. Gia trưởng là kiểu như không cho vợ mình làm này, không cho vợ mình làm kia, không cho giao tiếp bạn trai, không cho mặc đầm ngắn, không cho mặc kiểu dạng vậy. Sao nãy giờ này chị nói những điểm em thích người bạn gái mình mặc đầm ngắn thì sao, như thế nào chị? Thì lành lắm á nha. Bây giờ là nói là cuối năm nay cưới đám cưới phải không? Dạ. Chuẩn bị gì rồi? Em biết ngay chị hỏi nhưng mà. Chứ biết rồi, tự dạ, trả lời. Dạ thì nói chung là hiện tại công việc của em khá là ổn định rồi. Nói chung em cũng chưa chuẩn bị gì nhiều nhưng mà em có điểm tựa là gia đình. Cái chỗ ở thì tất nhiên ở với ba mẹ, tại em là con trai út trong gia đình ba người. Rồi. Cưới ba mẹ lo luôn. Nói chung lo một phần nữa thôi, chủ yếu là mình nữa. Mà giờ đám cưới rồi về ở rồi trong nhà có giúp hứa giúp đỡ gì không? À nhắc đến cái này thì nói chung trong cái dịp Tết vừa rồi á có một lời hứa nó rất là thú vị. Nghĩa là anh chị của em là hứa là khi mà cưới sẽ trao phần giải thưởng là 50 triệu luôn. Tội gì trao giải thưởng vậy, là anh chị em biết em có cái gì không thể lấy vợ được hả? Không, có nghĩa là trong cái câu chuyện đầu năm vui vui tươi như vậy đó thì mình nói những câu chuyện vui nhưng mà vui ở đây là thật luôn á chị. Là có hứa luôn, cam kết luôn. Cam kết thì chưa ký giấy tờ nên chưa gọi là cam kết thì hứa. Bây giờ về phải làm sao mà phải bắt chị ký vô vậy? Không, anh em họ hàng chứng kiến nhiều lắm chị. Ai vậy hả? Không sao, không sao. 50 triệu hả? Dạ. Ngon rồi, vậy là ngon rồi. Coi như này bấm nút là có 50 triệu đúng bấm không? Bấm nút không. Là chia cho chị Linh 25 triệu chưa, nha. Chưa chị, phải cưới giống như chương trình có cái tivi đó. Khi nào cưới nhau mới có tivi. Ủa vậy là khi đám cưới là chia cho chị Linh 25 triệu đúng không? Rồi anh chị mà đi tham dự đi em chia luôn. Mấy người bà con xung quanh mà chứng kiến đó rồi người ta không có cổ vũ gì hết trơn. Trời em là quy bằng chỉ không chị ơi. Cái ý là cô gì chú bán là đi bằng chỉ không à. Em quy định luôn á. Là ai tới đám cưới là chỉ không, vậy hả? Không, chỉ ở đây là chỉ vàng á chị. À, đông không bà con cô bác đông không? Dạ cũng bên nội ngoại cũng khá là đông. Dạ, chắc bữa đó đeo vàng đỏ tay nha. Thôi được rồi tôi về. Đeo vàng đỏ tay nha. Phải bồi dưỡng ăn cho mập mập vô để đeo vàng nha. Thấy vàng nó khoái không? Được rồi. Để anh qua anh xem coi thế nào nha. Có gì nháy mắt em nha anh. Rồi ok. Ồ chào em gái. Đúng là hơi gầy chút xíu. Dạ. Nhỏ con. Nhưng mà mặt xinh xắn được rồi. Dạ. Bây giờ em nghe chàng trai em kia em thấy yên tâm về một chàng trai này không? Dạ. Nghe nói anh còn nói như là tiếp xúc thì mình mới biết. Anh thấy trong anh ấy có một cái tính chân thành đó. Cũng nghĩ sao nói vậy nhưng mà hơi lanh chút xíu. Dạ tại em nghĩ là do tính chất công việc nên là anh lanh. Đúng rồi. Em nghĩ em làm dâu tốt không? Anh con trai út đó. Được phải không? Được. Rồi hả? Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ và đồng nghiệp với lại bạn bè. À cho chị gặp mẹ em đi. Xin chào MC Quyền Linh, chị MC Cát Tường. Chào cô. Cùng tất cả các anh chị em, các cháu ngồi trong trường quay. Mình cũng là một fan hâm mộ của chương trình. Năm vừa rồi thì cũng nói vui với con thôi, bảo là nếu như mà ế quá con ạ thì lên chương trình bằng muốn hẹn hò đi, nhờ MC Quyền Linh với Cát Tường làm mai cho mình. Nhưng mà hôm nay thì cũng được rồi, thì theo mẹ thấy bạn bên này thì lanh. Còn về cái vấn đề mà tình cảm thì cái này thì cũng là do hai cháu, tức là tụi con bây giờ lớn rồi và chúng ta tự nghe tiếng nói của con tim mình, chứ cha mẹ cũng không thể mà
nói được hay không được. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô, hay quá. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay tham gia chương trình thì em đi một lực lượng rất hùng hậu. Cả nhà em đi, đồng nghiệp, bạn bè luôn à. Có ba mẹ luôn. Dạ, có ba mẹ, anh chị hay em. Quá. Chào cô chú. Dạ, chào chú, chào cô. Xin chào ông Mai Quyền Linh, bà Mối Cát Tường, dạ. Xinh đẹp, duyên dáng. Dạ, chào, cảm ơn ạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay. Tôi là ba của cháu Biên, cũng là cán bộ nghỉ hưu được 5 năm nay rồi. Biên cũng được bố mẹ nuôi ăn học xong là thực hiện cái nghĩa vụ 18 tháng được rèn luyện trong quân đội. Và như vậy công việc gia đình tương đối đảm đang, biết nấu ăn các kiểu, tự giặt rủ quần áo, lau nhà cửa. Đấy là cái điểm mạnh. Về công việc thì như vậy là chắc là nhường cho... Như vậy là anh giám đốc của công ty giáo Bin sẽ nói về vấn đề công việc. Và lên đây là một cái duyên rồi, thì hai con cố gắng tìm hiểu cho kỹ. Và cũng như lời con trai nói, cố gắng làm sao cuối năm hai bên gia đình có quân dâu hiền, có rể thảo, là điều mong muốn của gia đình chúng tôi. À, cảm ơn chú. Nãy ba bác trai có nói đi với sếp. Dạ, chào anh. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Biên là đồng nghiệp, là cũng là nhân viên công ty chúng tôi, thì hôm nay cũng được hơn một năm. Thì trong công ty chúng tôi có một đặc điểm công việc, đó là phải trở thành một con người có chính trực và trách nhiệm trong công việc. Đó là đặc điểm nghề nghiệp, và đương nhiên là Biên cũng là một người trong số đó. Là tính cách của Biên rất là vui. Biên là người truyền lửa, truyền năng lượng trong công ty chúng tôi rất là tốt. Trong công việc khi có mệt mỏi thì Biên cũng có cách để tạo cho đồng nghiệp vui vẻ hơn. Thì thông qua chương trình này cũng hy vọng Biên rằng là đầu năm thì có duyên, cuối năm thì có nợ. Vâng, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau và bàn tiếp tục những cái việc nãy giờ hai. Rồi, bạn còn suy lên, nghĩ các ha. Bạn. Kéo màn lên. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, nhưng đây em cũng có cuốn sách nhỏ tặng anh. À, cảm ơn em. Rồi, hai bạn cứ nói chuyện nhau thoải mái đi. Cứ nhường em hỏi chứ. Dạ, anh thấy sao vậy? Thì nói chung là về ngoại hình cho anh thấy em là ngoại hình cũng dễ nhìn. Tính tình thì nói chung là cũng thấy hợp với tuổi trẻ của anh. Nên ra cũng khá là thấy có vẻ có những điểm chung. Còn anh hơn em 1 tuổi. Mà chắc là anh nghĩ cái ấn tượng khi mà gặp anh lần đầu á, thì nó phải già hơn 3-4 tuổi đúng không em? Không, già hơn 2 tuổi. À vậy hả? Vậy là em cũng buông cho anh. Hôm nay đúng quá. Có gầy lắm không em? Dạ. Này là có gầy quá không? Không, vậy là được rồi chứ chị. Vậy là vỗ béo được đúng không? Dạ đúng rồi, chắc em cao hơn 1m6 đúng không em? Dạ không tới anh. À sao nhìn em cao quá. Phải ốm mấy cơ. À. Nhưng mà anh mập vậy em có thấy được không? Dạ em nghĩ là ốm lại chút xíu thì đẹp. Cổ thích người mập mà. Ủa mà nãy đúng rồi em dạ, nói chị. Có da có thịt chứ. Có da có thịt em là được rồi. Dạ. Bây giờ em bạn trai nói chuyện thì em thích nhất bạn trai ở điều gì? Dạ, nói chung là cách nói chuyện của bạn là bạn khiến đối phương không cảm giác bị nhàm chán. Nói chung là bạn luôn có những cái sự hài hước trong câu nói của bạn. Còn bạn trai, bây giờ em thích ở bạn gái điều gì nhất? Em thích nhiều quá. Thích gì? Em thích nhiều quá chị. Thích nhiều quá hả? Nhưng giờ hỏi ra mất cảm. Mà cái cảm nhận của em, cái linh cảm, thần linh mách bảo của em là cuối năm nay em có giật được cái giải 50 triệu. Xác suất khoảng bao nhiêu phần trăm? Không, cái chuyện duyên đến với nhau không phải vì tiền đâu chị. Cái đó là một câu chuyện vui thôi. Nếu mà đến với nhau thì càng tốt. Thì đây cũng là chuyện vui thôi. Theo em xác suất á. Xác suất nói chung hiện tại đến tính rồi, thời điểm này thì em nghĩ là phải 80% rồi. À, vậy hả? Không rồi. Đấy. Yên tâm rồi. Có vốn rồi. Bây giờ nói chơi vui chứ quan trọng là trái tim chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không. Các bạn đang đối diện với ba mẹ, với người thân, với hàng triệu khán giả trên truyền hình, không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, mà chỉ bấm nút khi trái tim mình mách bảo. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha, và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Nắm tay đi các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là một chiếc TV 50 inch UBC
TV LED công nghệ Nhật Bản sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. TV OVC trị giá 9.800.000 đồng. Mình ráng giật giải nha em. Cuối năm luôn. Ừ. Nhiều giải thưởng quá. Được trời.